nó sẽ thông báo cho chúng ta là còn bao nhiêu mét nữa thì chúng ta sẽ đi qua cái hầm chui này. Rồi khoảng cách nó cứ chui dần chui dần. Cái chức năng này nó cũng rất hay bởi vì là khi đi qua một cái đường hầm theo quy luật giao thông chúng ta phải bật đèn. Như vậy là đối với những cái xe mà nó không có cái hệ thống bật đèn tự động thì chúng ta phải bật đèn lên, khi có thông báo thì chúng ta phải bật đèn lên để đảm bảo về giao thông được an toàn, lái xe được an toàn. Camera giám sát tốc độ giới hạn 50 km. Trời ơi, cây nhựa thịt mày con chó. Mày, anh chó gì đấy? Hà Nội, đường Hà Nội, nhìn với cây nhựa. Sợ nhỉ? Anh quay hết rồi. Sao? Tí nữa up lên trên Facebook, cho nó đỡ mồm. Sợ thật đi. Mình tí xuống dạy. Mày nó đẩy nhanh chứ không gỡ mồm. Cây nhựa. Chó ấy. Mẹ. Bọn này xe khách đi rất ẩu. Bọn là chuyên bọn Hà Nội, không lo anh bị phát hết như em này luôn. Anh với Vân đi thế. Quá trời hết rồi, đi chết với anh. Vậy cái đấy mà không phản xạ nhanh mà không kéo nhanh là mỡ mồm vào nó luôn. Cái bọn chó này đi mày xuống hủ mày.